Mỗi quốc gia lại có cách lý giải riêng về các hiện tượng tâm linh. Ở Việt Nam các cụ gọi là vong theo, còn trong Zozo họ gọi là Sten. Và Sten có thể làm nhiều hơn là chỉ đi theo người tà dâm. Joseph Joestar sau khi đã chiến thắng 3 vị người cột, đã có một cuộc sống đuề huề cùng vợ, rồi sinh một đứa con gái là Holly Cujo. Holly lớn lên cũng cưới chồng ở Nhật Bản và sinh con. Đứa con đó chính là nhân vật chính của mùa này, Jotaro Cujo. Chồng Holly sau đó bỏ nhà đi lang bạt đâu không rõ. Một ngày nọ, Joseph sang Nhật để thăm con gái, thì biết được thằng cháu Jotaro đã khiến nhiều người bị thương bằng một sức mạnh tâm linh. Cậu cho rằng mình đang có vong theo sau, vì e ngại sức mạnh kỳ bí này sẽ làm hại mọi người xung quanh. Cậu ta đến đồn cảnh sát, vào phòng tạm giam ngồi, và sẽ chỉ ra khi biết được ngọn ngành. Lần này đến gặp cháu trai, Joseph còn dẫn theo một người bạn từ Ai Cập tên là Abdon. Ông ta cũng có một vong theo sau, mang hình con gà quay đấm ra lửa, thứ có thể chiến đấu theo sự điều khiển của ông ta. Abdon dùng gà lửa tấn công Jojo, và thế là cuối cùng cái vong của Jojo cũng hiện ra. Nó đấm thẳng vào yết hầu của gà lửa, khiến chủ thể nhận đam tương ứng. Ở góc nhìn của hai viên cảnh sát, cảnh tượng đó không khác gì một cuộc battle rap ngoài hồ giảng võ. Sau một hồi trao đổi chiêu thức, Abdon dụ được Jojo ra tù và cùng Joseph giải thích cho cậu về thứ mà cậu gọi là vong. Nó gọi là Sten. Sức mạnh của Jotaro cùng Joseph có mối liên kết với Dio, kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Joestar. Ngày xưa Dio đã có thể cướp lấy thân dưới của Jonathan Joestar để tiếp tục tồn tại. Không lâu trước thời điểm hiện tại, hắn được khai quật xác ở bờ biển Thái Bình Dương. Trước khi Joseph cùng huynh đệ lên kế hoạch để tiêu diệt hắn, thì Dio đã đi trước một bước. Hắn cử chân rết của hắn, Kakyoin, một kẻ cũng có Sten, sang để làm điều ngược lại. Trước tiên là với Jotaro, Kakyoin đã dùng Sten của mình, Lục Bảo. Nó có thể thay đổi hình dạng như một chất lỏng và chui vào người đối tượng để điều khiển như con rối. Ngoài ra còn có thể cô đọng dung dịch đó và bắn ra như những viên đạn. Dĩ nhiên là chỉ có mỗi khả năng bắn tùm lum thì chả thể nào hạ nhân vật chính được. Jojo để Sten đấm tôi cũng lật kèo. Sau khi hành cho Kakyoin thừa sống thiếu chết, Jotaro mang hắn về cho ông xem. Thì ra Kakyoin bị Dio sai khiến bằng một loại ký sinh trùng kỳ dị đã cắm rễ vào sâu trong vỏ não. Jotaro với kiến thức y khoa học được qua TikTok đã để con ký sinh chui qua người mình rồi tiêu diệt nó và cứu sống Kakyoin. Tưởng rằng cơn bão đã đi qua, thì cách mấy bức tường, mẹ của Jotaro là Holly đã lên cơn sốt cao. Lý do là cô cũng có Sten, nhưng phận chân yếu tay mềm như cô thì không kiểm soát được nó. Nếu không có phương pháp điều trị, e là nguy kịch. Dĩ nhiên là các bác sĩ không thể giúp gì được trong tình huống này, nên là cả squad lên đường tìm kiếm Dio, kẻ gây ra vấn đề. Sau khi đã điều tra ra tung tích của hắn, để đáp lại ơn cứu mạng, Kakyoin cũng nhập đoàn. Vậy là lineup của Zhou Gang đã tạm thời được định hình với 4 thành viên: Jotaro với bạch kim tinh, năng lực đấm; Joseph Joestar với dây leo, năng lực giống cái đài truyền hình; Mohamed Abdon, Sten gà thét ra lửa; và cuối cùng là Kakyoin với lục bảo, có thể điều khiển từ xa và bắn ra đạn đá. Trên chuyến bay tới Ai Cập, cả bọn gặp phải một tên dùng Sten bọ cánh cứng có tên là tòa tháp đôi, chuyên gây tai nạn trên các chuyến bay. Với thân pháp linh hoạt, nó liên tiếp né được toàn bộ các đòn đánh từ mọi người. Phải tới khi Kakyoin ra tay, lục bảo của cậu tạo ra một mạng lưới dày đặc, khiến con bọ rơi vào vòng vây và bị xé toạc. Lúc này kẻ điều khiển Sten ngồi trong góc bắt đầu hấp hối. Nhưng trước khi bị đánh bại, hắn đã kịp thủ tiêu hết phi công, khiến máy bay rơi vào tình trạng rơi theo quán tính. Với kinh nghiệm hay gặp tai nạn, Joseph đã đáp máy bay xuống một bờ biển gần Hồng Kông. Và cả nhóm quyết định để di chuyển từ đây qua Ai Cập. Họ sẽ không dùng máy bay nữa để tránh liên lụy tới người vô tội. Họ giờ di chuyển bằng đường biển, vòng qua các quần đảo xinh đẹp của Việt Nam để đến nơi. Trước đó, mấy ông cháu dừng chân tại một quán ăn địa phương, nơi họ chạm trán với một luyện sư khác có tên là Polnareff. Hắn ta có Sten kiếm bạc, sử dụng kiếm thuật và hơi thở để lấn lướt kẻ thù. Abdon bèn đứng ra thách thức tên kiếm sĩ gà lửa đấu kiếm bạc, tưởng rằng hắn sẽ cắt con gà trống gọn gàng để bày lên ba mâm cỗ, nhưng cuối cùng gà rán lại mổ cả áo giáp sắt. Giống như Kakyoin thì Polnareff cũng bị ký sinh của Dio kiểm soát. Sau khi được gỡ cục thịt ở trên đầu, hắn lấy lại tâm trí và cảm ơn mấy ông cháu đã tha mạng. Polnareff cũng xin được vào tổ đội cho đủ một team linh hoạt, với lý do hắn muốn đi tìm kẻ đã sát hại em gái mình, một tên thủ hạ của Dio có hai bàn tay phải. Nếu bạn đang nghĩ hắn có thể sắp linh hoạt hơn thì đúng vậy. Và đó là cách mà những người đàn ông làm bạn với nhau chỉ sau một trận chiến. Năm anh em trên một chiếc tàu thủy cùng nhau vi vu trên những ngọn sóng, đang yên đang lành thì lòi ra một thằng nhóc trốn vé đi ké. Khi bị thuyền viên phát hiện, nó nhảy xuống biển để không bị nộp cho cớm. Nhưng dưới biển thì lại có cá mập. Cá mập này không đòi ăn phần trăm cổ phần mà đòi ăn thịt người, nên Jotaro phải nhảy xuống ứng cứu. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ là thằng cu thực ra là con gái. Không dừng lại ở đó, trên thuyền, thuyền trưởng đã bị thả cho cá rỉa từ lâu. Người cầm lái là một tên luyện sư có Sten hoạt động dưới nước. Hắn ta sau khi bị Jotaro phát hiện đã sử dụng cô bé làm con tin. Vì cứu cô bé, Jotaro đã bị kéo xuống biển, nơi Sten của cậu lép vế trước đối thủ. Đến lúc này thì hào quang nhân vật chính bắt đầu phát huy. Trong khi bị cơn lốc xoáy nước của Sten đối phương cuốn đi lẫn với những chiếc vây sắc nhọn, Jotaro dồn toàn lực, bắn hai ngón tay ra như lưỡi tắc kè, đục một lỗ trên đầu đối thủ và đem lại chiến thắng một cách không thể búp bẩn hơn. Dù đạt được thắng lợi hoàn toàn, nhưng con tàu của họ cũng đã nổ tung.
vì tên thuyền trưởng dởm đã đặt bom trên tàu đối phó với hiểm nghèo. Năm anh em cùng các thuyền viên còn lại mang theo bé gái lênh đênh trên con thuyền thoát hiểm bé tí đang lạc giữa muôn trùng khơi, thì chẳng biết là may hay dở, cả nhóm gặp được một con tàu chở hàng đang đi tới. Trên tàu tuyệt nhiên không một bóng người, chỉ có một con đười ươi biết hút thuốc và biết dình bé gái kia khi cô bé đi tắm. Nhưng con tàu vẫn hoạt động như có người điều khiển, không dừng lại ở đó. Dây dợ máy móc bắt đầu lao vào các thuyền viên và đoạt mạng của họ. Thì ra cả con tàu này chính là một stand, và chủ nhân của nó chính là con đười ươi biến thái. Con tàu biến đổi để trói lấy Jotaro cũng như toàn bộ đồng đội của anh. Tới lúc này, Jotaro tiếp tục sử dụng chiêu thức ngón tay 20 xăng, đục một lỗ khác trên đầu đối thủ và giành chiến thắng trong chớp nhoáng. Con tàu stand biến mất theo chủ nhân, dần dần đổ nát và chìm xuống đáy biển, chịu chung số phận với tàu Titanic. Cả bọn lại lênh đênh trên biển với con tàu nhỏ. Cho đến vài ngày sau, họ cập bến Singapore, con rồng của châu Á, nơi một kẻ thù khác được Dio phái tới đang bày mưu tính kế. Tên này là Hiến Linh. Ngay khi Polnareff vào phòng đã phát hiện ra hắn đang trốn trong tủ lạnh, vì thằng ngu này lôi hết nước suối của khách sạn ra và để bên ngoài, lại còn chẳng thèm giấu đi. Tưởng rằng đối thủ của mình dễ sơi sau khi chọc được vài phát, nhưng Polnareff vẫn chưa biết rằng Stan của hắn lại là một con rối cực kỳ nhanh nhẹn và đang trốn ở trong phòng mình. Không những thế, sức mạnh của nó sẽ tăng lên bởi sự thù hận với kẻ thù. Khi đã đánh rơi được đối thủ, Polnareff tỏ ra chủ quan và trở về phòng. Trong khi đang loay hoay tìm chìa khóa, anh đã bị con rối trói chặt vào gầm giường. Sau đó nó chặt bốn chân giường để nhốt kín Polnareff như một cỗ quan tài, để nó có thể dùng điện thoại của anh mà đặt mua tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bay sống động cùng với thiết kế trẻ trung. One Audio Pro C đến với hai màu đen và bạc champagne cực sang, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ 12 tháng, dành riêng cho người xem hệ thống kênh The Reviewer. Khi mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá lên đến 299k. Bấm vào đường link bên dưới đi, vì bạn biết là bạn muốn nó mà. Trong khi đó, các anh em chiến hữu thì vẫn đang tìm cách đăng nhập Netflix ở TV. Vì thế nên Polnareff phải xoay sở với tình huống hiểm nghèo này một mình. Nếu bạn chưa biết thì tầm nhìn của Stan phụ thuộc vào chủ nhân. Có nghĩa là nếu Polnareff không thể thấy đối thủ, kiếm sĩ bạc của anh không thể nào chém trúng hắn. Cứ thế cả người và Stan bị con rối liên hoan xác thịt. Trong cái khó ló cái khôn, Polnareff nhớ ra trước giường có một chiếc gương. Anh điều khiển Stan đánh vỡ nó và dùng các hình ảnh phản chiếu để xác định đối tượng. Khi tên Hiển Linh nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, kiếm sĩ bạc xiên thẳng một nhát qua đầu con rối, rồi chém nó đến mức dị dạng. Hy vọng là hắn có mang giấy tờ tùy thân để gia đình còn biết đường mà mang hắn về chôn cất. Dĩ nhiên là vụ việc này khiến Polnareff đã bị cán bộ hỏi thăm. Nhưng tay chân của Speedwagon, waifu số 1 của dòng họ Joestar, đã cứu anh chỉ bằng một cuộc gọi ở một góc khác. Sau khi sử dụng sức mạnh dây leo tiên tri của mình, Joseph đã nhận được một lời cảnh báo rằng trong đội có kẻ phản bội, và đó chính là Kakyoin. Ngay lúc này thì cậu ta đang đi dạo cùng với Jotaro và đứa bé gái. Trong cái cách cậu ta vẩy quả cherry khiến cho đũng quần của Jotaro cảm thấy bất an. Và lúc đó nhân vật chính của chúng ta biết phải trừ tà cho cậu bạn một lần nữa. Cậu liền trừ tà bằng một đấm và khiến đối phương hiện nguyên hình. Stan biến hắn thành Golden Venom, có thể điều khiển thứ chất lỏng màu vàng để thay đổi hình dạng, cũng như đỡ đòn hay thậm chí là bám vào kẻ thù và dần ăn mòn chúng. Thứ đó bám chặt và ăn lấy tay Jotaro, đốt nó thì nó nổ tung rồi lan rộng ra. Dùng nhiệt lạnh cũng không xi nhê, đánh không được thủ không xong. Jotaro bèn nghĩ ra kế đấm thủng cáp treo, đưa cả hai xuống dưới nước để khiến tên luyện sư phải mở lớp bảo vệ ra để thở. Thừa thế xông lên, Jotaro đấm gãy mũi kẻ thù, ép hắn khai ra những tên luyện sư khác. Vì mấy anh em xã hội làm việc uy tín nên tên này chỉ khai ra một đứa, lại đúng là cái tên đã hãm hại em gái của Polnareff, kẻ có hai bàn tay phải. Trong khi Jotaro đang nghe chuyện mà mất tập trung, tên này đã thừa cơ đánh lén bằng cách đưa chất lỏng qua nắp cống để trói lấy tay Jotaro. Nhưng hắn quên trói tay còn lại, nên bệnh án của hắn từ khoa nội xương khớp chuyển qua khoa phẫu thuật chỉnh hình. Xong việc, cả nhóm rời Singapore để đến với Ấn Độ. Chẳng biết tác giả có thù gì với đất nước đông dân nhất thế giới, nhưng thứ đón chào nhóm Jotaro là một đoàn người ăn xin và cái bồn cầu với hệ thống tiêu hóa chất thải của khách bằng gia súc tươi sống. Trong khi còn đang sốc văn hóa bản địa, Polnareff bị Stan của gã có hai bàn tay phải phục kích. Thấy kẻ thù trong tầm mắt, Polnareff mặc kệ anh em khuyên ngăn, cố tình tách đoàn để một mình thanh toán món nợ máu. Biết được điều đó, hai tay phải cùng với đồng đội của mình, một tên cao bồi dùng Stan súng lên đường bắt lẻ Polnareff. Kẻ đầu tiên ra mặt là tên cao bồi. Polnareff vì khinh địch, nghĩ rằng chỉ cần cởi bỏ lớp giáp của kiếm bạc là có thể đủ nhanh nhẹn để chém đôi viên đạn. Nhưng anh không biết rằng Stan của đối thủ chính là viên đạn. Hắn có thể điều khiển quỹ đạo bay khiến nó lách qua lưỡi kiếm. May mắn cho anh là Avdol đã tới kịp thời để đẩy Polnareff qua một bên, thoát chết trong gang tấc. Đến khi viên đạn quay lại, Avdol định dùng gà lửa để nung chảy, thì bất ngờ Stan của tên còn lại lộ diện trên mặt phản chiếu của vũng nước và đâm Avdol khiến anh không thể xử lý được viên đạn. Một táp dành cho team của Dio. Kakyoin xuất hiện kịp thời để kéo Polnareff đi trước khi anh cũng bỏ mạng vì quá say máu, cũng như kéo dài thời gian để nghĩ ra cách đối phó với con Stan xuất hiện trong ảnh phản chiếu.
Nhưng đối thủ lần này không để cho phe chính diện có thời gian ngơi nghỉ, sát thủ gương đã bám theo và đánh úp họ. Ponarev lúc này nhận ra cách hoạt động của Sten đối thủ chính là phản chiếu ánh sáng, hay nói cách khác, nó di chuyển bằng cách đi từ bề mặt phản chiếu này qua bề mặt khác. Vì thế nên cậu kéo Kakyoin ra khỏi xe hơi để tránh các bộ phận kim loại sáng bóng. Nhưng cả hai đâu ngờ có một đứa trẻ chạy đến vì hiếu kỳ. Có lẽ nó nghĩ rằng có thể xin tiền được từ hai ông chú ngoại quốc này. Chỉ cần có thế, sát thủ gương nhảy qua nhãn cầu thằng nhóc để tấn công Ponarev. Hiểu được cơ chế của kẻ địch, Ponarev hất cát vào mắt thằng cu, khiến Sten kẻ thù phải nhảy qua mắt anh. Khi này không còn nơi để nhảy nhót nữa, Ponarev dễ dàng xác định con mồi và tấn công, khiến kẻ địch phải thu hồi Sten. Nghe thấy tiếng hét của kẻ thù, cả hai chạy đến ngôi đền bỏ hoang phía xa. Nhưng không ngờ ở đó có quá nhiều dân tị nạn. Qua những đôi mắt thất thần, tên sát thủ biến ảo như ninja, chém qua chém lại. Kakyoin nhanh trí ném một đồng xu lên trời, thu hút mọi ánh nhìn. Ở bên cạnh, Ponarev tung cát khiến dân chúng nhắm mắt để ép sát thủ phải nhảy qua đồng xu đang bay. Kiếm sĩ bạc tung kiếm chém Sten của kẻ thù khi đang chuyển bề mặt và kết liễu hắn một lần và mãi mãi, trả mối thù cho em gái. Tên cao bồi còn lại như vịt mất cánh, chạy thục mạng để giữ lại mạng sống. Team Jotaro tiếp tục lên đường sau khi đã mất Abdon. Tên sát thủ gương chính là con trai của mụ phù thủy đi theo Dio. Biết con trai bỏ mạng, chắc chắn bà ta sẽ không để yên. Còn những người đàn ông dũng cảm, họ tiến về Varanasi, băng qua con sông Hằng thiêng liêng, nơi cả con người lẫn động vật tự do làm điều mình thích, ví dụ như tắm rửa, giặt đồ và đi vệ sinh. Cho dù chưa xuống sông Hằng tắm, nhưng Joseph vẫn bị nhiễm ký sinh trùng. Thực chất đây là một con Sten. Khi ăn bám trên người kẻ thù, nó hút sinh lực để phát triển, rồi dần hình thành mắt, mũi, tay, chân. Ban đầu từ hơi ngứa ngáy, dần dần khi nó lớn lên, con Sten trở nên nguy hiểm và có thể tấn công chủ thể. Nhưng năng lực đó quá dễ đối phó với một người đầy kinh nghiệm chiến đấu như Joseph. Ông sử dụng dây leo tiên tri để vẽ bản đồ dân cư, sau đó nhờ nó dẫn đến khu vực có nhựa than và nhúng tay xuống. Khi Sten đã bị đông cứng, ông dễ dàng cắt ngọt nó bằng dây leo của mình. Thì ra chủ Sten chính là một bà thím nằm trong thân xác em gái Ấn Độ mà nhóm cho quá giang. Chỉ tội cho boy si tình Ponarev đã lỡ lọt hố tình yêu với cô nàng. Cả đội tiếp tục lên đường bằng xe hơi và gặp lại cô bé trên thuyền. Họ đã tiến đến địa phận của Pakistan. Suốt quá trình đó có một chiếc xe màu đỏ luôn đi gần, nên mọi người quyết định tiến đến gần. Và quả nhiên nó đã rồ ga phóng đi khi bị phát hiện, không để đối tượng chạy thoát. Mấy anh em chạy qua cả Syria. Sau khi có một cuộc va chạm nhẹ, chiếc xe bị đẩy xuống vực và bốc cháy. Nhưng chẳng có một tài xế nào bên trong cả, bởi vì chính chiếc xe là một Sten, có thể gọi là Transformer, hay nói cách khác là một chiếc ô tô biến hình có vũ trang và có thể giao tiếp với kẻ thù. Trong các chiêu thức thì cũng hoa lá cành, song cuối cùng vẫn trở thành một đống sắt vụn dưới tay Bạch Kim Tinh. Ở trong hang, mụ phù thủy của Dio tức tối vì cả 7 tên sát thủ cử đi đều đã thất bại. Đến nước này, ả ta sẽ trực tiếp ra tay. Biết rằng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn, nên Joseph yêu cầu cô bé về nhà, hay nó là dấu hiệu báo trước cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hôm nay, trong tiết trời mù sương, bốn ông cháu rẽ vào một thị trấn vắng vẻ ở Pakistan. Nó vắng bởi vì hầu hết dân đã bị chướng khí của Sten của bà phù thủy lấy mạng. Mụ ta không hề ngần ngại xuất hiện trước bốn vị khách, đóng giả là một bà lão tốt bụng, đang trèo kéo khách về khách sạn của mình. Lúc này, tên luyện sư cao bồi cũng đã theo sau. Hắn ba hoa với bà già về sự tiếc thương của mình dành cho tên sát thủ con trai của bà. Nhưng bà biết hết. Ngay sau đó, bà ta dùng kéo đục một lỗ trên tay hắn, sau đó dùng Sten của mình luồn khí qua đó. Và thế là bà ta có thể điều khiển tên cao bồi như một con rối của mình, cũng như cách mà bà ta thao túng cả thị trấn. Ngay khi tên luyện sư định phản kháng, bà già bấm nhẹ đốt tay, khiến hắn tự giác đục một lỗ trên đầu mình. Đó là cách Sten của bà ta hoạt động. Chỉ cần đối thủ có một vết thương nhỏ thì coi như hắn đã nằm trong lòng bàn tay của Sten công lý, không cần phải mưu mẹo. Ponarev đã tự dẫn thân tới chỗ bà ta. Lúc này mụ già bắt đầu gọi đám xác sống trong thị trấn tới bao vây anh. Ponarev dù cẩn thận nhưng vẫn bị mụ già đục một lỗ trên lưỡi. Sau đó bắt anh liếm sạch cái bệ xí ngồi sổ. Tiếp đó là Jotaro. Dù có danh khôn nhưng số lượng kẻ địch đông đảo vẫn khiến anh bị xây sát. Kết quả là bị Sten công lý điều khiển. Nhưng kết quả là gì? Jotaro dùng Bạch Kim Tinh hút công lý vào bụng, nhẹ như một gói xôi gấc 100k. Tính ra thì Sten của anh ngoài đấm ra thì cũng lắm trò phết. Sau khi đánh bại mụ phù thủy, thị trấn mọi người đang ở hiện tại chính là một nghĩa địa sơ xác. Và tên luyện sư cao bồi bỗng bật dậy, lấy chiếc xe của mọi người để về báo tin cho Dio. Có lẽ hắn còn sống vì đã thu kịp Sten lại khi súng bị bóp cò. Mấy anh em mang theo bà già để dò la tin tức về Dio khi mụ tỉnh lại. Nhưng vừa đến thị trấn tiếp theo, một tên luyện sư khác đã trông thấy và kích hoạt tế bào của Dio trong mụ. Bà phù thủy cho đến hơi thở cuối cùng vẫn không hé một lời về Sten của Dio, thì đủ hiểu đám đàn em còn lại trung thành đến mức nào. Tên luyện sư trước mặt có Sten ký sinh vào đối thủ, đối tượng hắn chọn là ông Joseph. Khả năng của con Sten này là mô phỏng sát thương hắn nhận, rồi nhân lên nhiều lần với nạn nhân. Tức một cái vuốt má yêu của Jotaro thôi cũng đủ khiến Joseph đi phẫu thuật chỉnh hình. Thế là hắn tha hồ tác quái, sai khiến Jotaro làm đủ trò con mèo cho mình, không thì hắn sẽ tự làm mình đau. Ở phần còn lại, Joseph cùng hai thanh niên trẻ chạy đi xa để làm giảm sức mạnh của Sten. Sau đó ông dùng dây leo cắm vào TV trên phố để nội soi não mình.
biết phải làm gì. Kakyoin và Polnareff thu nhỏ Stan và chui vào não Joseph để tìm ra con Stan kia. Kết quả là tên luyện sư phải thu hồi Stan lại. Trước khi hắn điều khiển nó chui vào tai Jotaro, thì anh đã sử dụng bạch kim tinh bóp nát nó như con giận. Sau đó Ora cho hắn đến tàn phế. Bốn anh em tiếp tục lên đường qua đến tận các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiếc một cái là không gặp được dê phó, nên cả đội quyết định cưỡi lạc đà đi cho thanh cảnh để vừa băng qua sa mạc vừa chiêu. Nhưng đi được vài cây số thì nhiệt độ đã kéo lên đến 60 độ, đủ để đốt cháy các tam giác đều trong quần của các huynh đệ. Đây chỉ có thể là một con Stan oái oăm khác, một chiếc mặt trời không bao giờ lặn, có khả năng bắn các viên thiên thạch nhỏ, tưởng như đã rơi vào thiên la địa võng. Nhưng chỉ với một chút quan sát, Jotaro đã nhìn ra điểm bất thường của cảnh vật, chính là một số chi tiết được nhân đôi lên và có bóng đổ đối lập lại với bên còn lại. Đó chính là do cái gương mà kẻ điều khiển Stan đã đặt lên để ngụy trang. Áp dụng kiến thức vật lý 12 về phản xạ toàn phần, Jotaro đã tìm ra tên luyện sư và hạ gục hắn. Không ngờ đó chỉ là một tên nhãi không hơn không kém. Sau khi Stan bị hóa giải, bầu trời trở lại về đêm và mát mẻ như thời tiết Hà Nội. Hôm đó mấy ông cháu qua đêm tại một nhà nghỉ, mọi người đều ngon giấc ngoại trừ Kakyoin. Cậu mơ mình đang ở trong một khu vui chơi cùng với một chú chó. Cả hai ngồi trên chiếc đu quay đang ngắm thời gian trôi thì có một quả bóng bay tiến tới vị trí của cậu, đem theo một lá bài tarot. Đó chính là tử thần 13. Nhân vật trong lá bài chui ra ngoài vung lưỡi hái. Tuy cậu đã né kịp nhưng chú chó bên cạnh thì không có haki quan sát. Kakyoin tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhưng bàn tay cậu vẫn có vết cắt do hái chém sượt qua. Không những thế, chú chó trong giấc mơ chính là con chó ở bên dưới khách sạn, và nó đã tử vong với vết cắt y hệt. Kakyoin chỉ nhớ mang máng. Sau đó cậu cùng cả đội lên đường bằng máy bay. Đến đây thì một chuyện kỳ lạ khác lại ập tới. Người dân muốn cả nhóm mang theo một đứa bé đang sốt cao, vì nơi mọi người tới có bệnh viện. Dĩ nhiên những người đàn ông lịch thiệp không từ chối, nhưng họ đâu ngờ rằng chính đứa bé lại là chủ của Stan tử thần 13. Đi được một đoạn thì Kakyoin và Polnareff ngủ thiếp đi, rồi cả hai đều bị đưa vào giấc mơ đêm qua cùng nhau. Hay chính xác hơn là tiếp diễn giấc mơ đêm qua của Kakyoin. Lần này thì Stan tử thần đã trực tiếp lộ diện. Điểm mạnh của nó là gì? Giấc mơ này là vương quốc của nó. Nó tùy ý thao túng mọi thứ. Và người bị kéo vào đây không thể sử dụng Stan của mình, tức là một cuộc đấu giữa người và Stan. Ngay trước khi bị lưỡi hái găm vào sọ, Polnareff được Joseph gọi dậy, được cứu mạng trong gang tấc. Nhưng anh sẽ chẳng nhớ được gì trong giấc mơ. Và quan trọng nhất chính là người bạn Kakyoin vẫn còn chìm trong giấc mộng. Ở trong này, Kakyoin tự lấy lao cứa tay mình để tỉnh dậy nhưng không ăn thua. May là bên ngoài Joseph bất cẩn để máy bay lao vào cây khiến Kakyoin tỉnh dậy và cứu một bàn thua trông thấy. Nhưng như Polnareff, cậu không nhớ gì về đứa bé lẫn Stan. Thế là cả bọn dừng chân cắm trại. Mọi người sẽ qua đêm ở ngoài trời. Trong khi đứa bé đang đắc thắng đợi đến giờ chợp mắt, thì Kakyoin vì nhói nhói nên vén ống tay áo lên để lộ vết thương. Nhưng không phải đường cắt chẳng chịt, mà chính là thông điệp cậu đã để lại trong giấc mơ về Stan của đứa bé. Không chần chừ, Kakyoin lôi Stan ra tấn công đứa bé. Nhưng trong mắt bạn bè và cả hội bảo vệ quyền trẻ em thì cậu giống như một tên bệnh hoạn, nên Polnareff đã thụ cho cậu một cú khiến Kakyoin ngất đi. Và thế là mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Ba anh em lại gặp nhau trong giấc mơ. Polnareff giải thích cho mọi người về Stan của đứa bé và hối hận việc mình đã không tin Kakyoin, tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cả bọn. Khi tử thần 13 xuất hiện thì bất ngờ Stan của Kakyoin xuất hiện tấn công tử thần. Hóa ra do cậu đã gọi nó ra và ẩn đi trước khi ngất. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Kakyoin dễ dàng trên cơ tử thần. Sau đó cậu ra lệnh cho nó thu hồi Stan, đồng thời xóa luôn vết sẹo trên tay cậu. Vì là trẻ con nên lần này sẽ được châm trước, nhưng cái giá phải trả là trong đĩa bột sáng nay thằng bé ăn có trộn thêm ít kến mà nó vừa mị ra. Sau khi trả lại đứa bé, mọi người lại lên đường đến Ai Cập. Joseph dẫn mọi người đến một hòn đảo nơi bố của Afdol sống để báo tin trông về cái chết của đứa con trai. Sự ra đi của Afdol khiến cho Polnareff tự trách mình, nên anh ra biển ngồi cho khuây khỏa. Mà thế nào lại lụm trúng một chiếc đèn dầu, tưởng là đèn thần nên cậu cọ vài cái. Ở mà nó cũng hiện ra một con Stan thật. Nó cho cậu ba điều ước. Ban đầu Polnareff không tin, nhưng sau khi thử ước cho mình thật giàu có thì bỗng nhiên vàng bạc châu báu hiện ra bên cạnh cậu. Lúc này anh người Pháp mới nhớ về người thân và bạn hữu. Cậu ước cho em gái và Afdol sống lại. Quả nhiên con Stan giữ chữ tín. Thi thể của cô em gái xuất hiện trong một khu bụi rậm không xa. Khi Polnareff đến nơi thì cơ thể đó ra sức chạy trốn. Đến khi bị dồn vào đường cùng thì nó quay ra tấn công Polnareff. Biết đây không phải em gái mình mà chỉ là xác sống, cậu cầu xin Stan thần đèn búng tay xóa sổ nó. Nhưng ba điều ước đã hết và nó cũng chẳng muốn làm vậy. Nên là Polnareff giờ đây phải chiến đấu với hai con xác sống mang hình hài của bạn và em gái mình. Ngay khi lôi Stan ra để đối phó thì kiếm sĩ bạc của cậu bị con Stan thần đèn giữ lại, bởi nó muốn cậu bị xé xác bởi những điều ước của mình. Chống cự không được, đánh lại không xong, Polnareff đành nằm yên hưởng thụ việc bị đánh chén như một bữa ăn 26.000. Đang nghĩ tới chuyện đoàn tụ với em gái thì thằng bạn thân Afdol từ đâu xông ra bẻ cổ hai con xác sống. Hóa ra trong trận chiến lần trước, viên đạn đã bắn trượt qua sọ Afdol. Tuy không thiệt mạng nhưng Afdol bị thương nặng, và anh đã âm thầm theo dấu của cả nhóm tới đây.
với sức trẻ đầy mình. Abdon đấm vỡ mồm Stan thần đèn, khiến tên chủ nhân phải rút nó lại. Dựa vào tốc độ của Stan, Abdon phán đoán tên chủ phải ở gần đây. Sau một hồi tìm kiếm, cả hai bắt được tên chủ Mew đang chui dưới đất và cắm ống lên trên để thở. Không vội tần hắn một trận, Abdon còn rủ bạn mình đái vào ống để tiếp nước cho kẻ thù. Ngay sau đó, cả hai gặp lại ba người còn lại. Bất ngờ rằng ai cũng đều biết về sự trở lại của Abdon. Bọn họ thông đồng với nhau để giấu Polnareff vì cho rằng anh là người tọc mạch thẳng tính, quyết định giữ Abdon làm con bài ẩn. Và người đàn ông Joseph nói rằng bố của Abdon cũng là do anh ta hóa trang ra. Sau khi chọc cho Polnareff một trận, mọi người tiến thẳng tới Ấn Độ bằng chiếc tàu ngầm, tưởng rằng chui dưới nước thì sẽ yên ổn. Nhưng khi còn cách đất liền 100m thì xuất hiện một con Stan có thể tự do biến đổi cơ thể thành các loại vật chất, từ rắn cho đến lỏng. Hậu quả là nó đã đánh ngất ông Joseph, đồng thời làm nước bên ngoài tràn vào trong con tàu. Sau khi đã thử va chạm với Stan mà không ăn thua, cả bọn chọn cách mặc đồ lặn bơi lên bờ. Vì áp lực dưới đáy biển rất lớn nên Joseph đã phải xả nước vào buồng cho cơ thể mọi người quen dần. Không ngờ con Stan lợi dụng chất lỏng mà đi vào ống thở của Polnareff, từ đó mà chui vào mồm. May mà Joseph cùng Kakyoin đã kịp thời dùng Stan lôi nó ra. Nhưng với tính chất lắt léo, con Stan kia lại thoát ra bằng cách biến hình, đợi cho nhóm Jotaro bơi qua một dạng đá ngầm. Nó mới hòa mình vào đáy biển và biến thành một khuôn mặt bằng đá khổng lồ, từ đó nuốt hết mọi người vào trong khoang miệng. Có lẽ nó đã đánh giá thấp sức mạnh bạch kim tinh của Jotaro. Kết quả là bị Jotaro đấm gãy nguyên một hàm răng. Trên bờ, chủ nhân của Stan là một phụ nữ da bánh mật. Tầm này có sinh đến mấy mà bộ nhá tan tành thì muốn ăn, e rằng cũng chỉ có nước ăn cháo. Cuối cùng thì mọi người cũng đặt chân lên Ấn Độ, vùng đất mà Dio đang đóng quân. Nếu bạn muốn theo dõi chuyến phiêu lưu của Jotaro, hãy nhớ subscribe cho The Reviewer và để lại một bình luận ở phía bên dưới nếu bạn thích video này. Và tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.